bàn tay bằng chạm hai lòng bàn tay. Bỏ cái hình thằng Cường ngoài sao đi, hai ba thằng Cường ai biết được thằng Cường nào đâu mà chỉnh. Bỏ cái hình ảo ngoài sau lưng em kìa. Đặt nhẹ vào mắt, mở mắt chớp chớp mắt, mở tay ra nhìn thấy tay, vươn tay lên hít sâu vào, hà xuống thở rằm, di chuyển chậm theo hơi thở, lên hít sâu thở rằm, hít sâu vươn tay lên, đan tay lộn ngược bàn tay đẩy căng lên nào, năm bốn ba hai một, nghiêng qua phải thở sầm, kéo căng tay xoay mặt nhìn lên, nâng lên hít sâu vào, nghiêng trái thở sầm, lên hít sâu, nghiêng phải thở ra, đẩy thẳng tay lên nghiêng thở sầm, thẳng hai tay lên hít sâu vào, nghiêng trái thở sầm, từ từ xoay mặt nhìn lên trên, lên hít sâu vào, nghiêng phải thở sầm, giữ lại năm, thẳng tay nghiêng qua bốn, nghiêng thêm cường, thẳng hai tay nữa hai, thẳng tay nghiêng nè, xoay mặt nhìn lên, một lên hít sâu vào, nghiêng qua trái thở ra nghiêng, đừng gồng người cứ thả lỏng người đi, hít thở thả lỏng nghiêng, hít thở cảm nhận sâu, ba hai, giữ lại giữ lại, nghiêng giữ lại, một lên hít sâu vào, xoay phải đặt tay trái lên đầu gối phải và tay phải chống ra sau lưng thở sầm, trở về hít sâu vào, vươn tay lên, vươn hai tay lên, xoay trái thở ra, mở vai xoay mặt ra sau, siết bụng thở ra, trở về hít sâu vào, vươn tay lên, xoay phải thở ra, mở vai xoay, cột sống nằm trên một trục thẳng à, chứ không có cuối cũng không ngửa đầu, trên trục thẳng và xoay mặt ra sau, trở về hít sâu vào, rồi xoay trái thở sang, mở vai xoay ra sau, à, vai xoay ở đâu cố gắng cầm xoay theo ở đó, tập cổ lùng, trở về hít sâu vào, xoay thở sang, xoay phải thở sang, vặn người xoay thở, 5, 4, 3, cảm nhận cơ thể thả lỏng theo, 2, 1, trở về hít sâu vào, vươn lên, xoay trái thở sầm, mở vai xoay ra sau thở, 5, 4, xiết bụng lại, 3, 2, một, trở về hít sâu vào, hạ tay xuống thở sầm, tháo chân ra duỗi hai chân đi, tháo hai chân rung lắc hai chân thả lỏng, rồi xếp đỡ chân lại, xếp đỡ chân. Hai tay đang ở sau lưng, đưa hai tay ra sau lưng, đan tay lại. Rồi, xoay người qua bên đầu gối phải. Từ thắt lưng đổ lên, xoay qua đầu gối phải, cho đầu gối ở giữa khe ngực mình. Rồi, vuốt cằm lên, hít sâu vào. Trường người tới, cúi xuống gối phải, thở sầm, bật tay cao lên, thớt bụng thở ra rồi thả lỏng đầu xuống.
thả lỏng để kéo căng phần cổ vai gáy và bật tay lên để mở vai. Lên, hít sâu vào. Đó, từ thắt lưng đổ lên, xoay qua bên đầu gối trái đi nào. Xoay qua rồi trương người tới gập xuống đầu gối trái, thở sầm. Cảm nhận sâu vào khớp vai, cột sống. Lên, hít sâu vào. Xoay qua gối phải, trương người. Từ từ thôi Cường, từ từ đi theo hơi thở. Gập xuống, thở sà, bật tay ca lên, thả lỏng cổ, buông đầu xuống. Lên, hít sâu vào. Xoay người qua, gập xuống, thở sà, duỗi dài lưng tới rồi ép mông, ép chân, bật tay lên nửa thành. Khớp vai, suy nghĩ vào khớp vai, thả lỏng cổ, buông đầu xuống Cường. Thả lỏng, buông đầu, rồi bật tay lên, thở sà. Lên, hít sâu vào. Xoay qua gối phải, thở sà trương tới gập xuống, thở sà. Đúng rồi, thả lỏng cổ, bật tay ca lên, xiết cơ bụng lại, thở sà. 5, 4, nè, đa số khớp vai cứng, suy nghĩ vào khớp vai đi, bật lên, hãy khớp vai còn cứng nè. À, bánh xe thì mở được rộng rồi, sao lại cái này lại không bật lên cao? Bật lên nè, Thành nè, bật lên nè, Nhi nè, Cường nè, đó tướng còn hả, còn Thủy với Hiên là ok nè. Lên, hít sâu vào, xoay qua trái, thở sà trương tới, ép xuống hóp bụng, thở sà, bật tay ca lên. À, thả lỏng cổ, buông đầu xuống rồi bật tay lên đi. À, cảm nhận lên thân thể mình. 5, 4, 3, khớp vai cứng sẽ làm cho khí huyết lên mặt não kém, dẫn đến rối loạn tiền đình, thiếu máu não đó. 2, 1, lên, hít sâu vào, thả lỏng tay, thở ra, đưa hai tay về phía trước, lưng bàn tay là hướng vào nhau, đưa hai cái lưng bàn tay hướng vào, đúng rồi, rồi đưa tay phải qua, đưa tay phải chồng qua tay trái Cường. Đúng rồi, rồi đan lại với nhau, đan các ngón tay lại với nhau nè, xen kẽ các ngón tay lại với nhau. Đúng rồi, hít vào, từ từ lộn vô trong và đẩy ra ngoài, thở sâu. Đúng rồi, hít vào, trở về, thở ra, đẩy lên, cao lên, nâng lên ngang mặt mình. Hít vào, thở ra, đẩy thẳng tay qua đầu, lộn lên, đẩy qua, đẩy lên. Đó, nghe nó tác động khớp cổ tay, khuỷu tay, khớp tay, hạ xuống, trở về, đổi tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. À, rồi đưa tay trái qua, đan chặt, hít vào, thở ra, lộn ngược tay, đẩy ra, thả lỏng đó. Trở về, hít vào, thở ra, đẩy cao lên, lộn vào, đẩy ra. Đúng rồi, hít vào, thở ra, đẩy thẳng tay lên qua đầu, giữ, hạ xuống, trở về, thả lỏng tay. Rồi dùng lực tay đặt cạnh hai bên đầu gối, có gạch thì đặt hai viên gạch ở hai bên đầu gối, không có gạch thì cứ chống tay cạnh đầu gối nè. Nhìn mẫu nè Cường, chống bàn tay xuống, xiết cái bụng, nâng mông lên, lên, hạ xuống, hai, lên, xuống. Đúng rồi, ba, xiết cơ bụng lên, đừng có gồng vai lên thôi, xiết bụng, gồng bụng á, xuống. Bốn, lên, lên nào. Đúng rồi, xuống. Năm, lên, xiết cơ bụng lên. Năm, bốn, giữ. Ba, đừng nhăn mặt, tươi cười lên. Hai, một, hạ xuống, giỏi quá, tháo chân ra đi, giữ hai chân, thả lỏng. Mới tập cho nên gồng người quá trời nha, thả lỏng từ từ nghe Cường, thả lỏng là nó sẽ không mệt, còn em gồng chừng nào nó sẽ bó cơ, nó làm cho khí huyết lưu thông khó hơn nữa, rồi mình mệt nữa, hơi thở đồ kém nữa. Mời chống quỳ lên bò mèo.
chống quy lên đó, nhìn mẫu kia cường, tay chân là bốn góc vuông, em quay người lại giống luôn mẫu luôn, em quay đầu qua cùng chiều với mẫu, không 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 quay cùng, quay ngược lại, quay ngược lại cường, quay ngược lại cái đầu em đang hướng bên trái đó, xoay lại, đúng rồi, rồi sửa cái cam hướng xuống một chút, đúng rồi, tay chân là bốn góc vuông, bàn tay chống ngay dưới vai, đầu gối chống ngay dưới hông, tay cán vá thì hơi trùng khuỷu tay, tay em cũng bị lõi nhiều đó, bị lõi nhiều cán vá là phải để ý, cong lưng lên, cuộn sau cổ, hớp bụng thở ra nè, nhìn mẫu nè cường, cuộn sau cổ thở ra đó, suy nghĩ vào cột sống cảm nhận ha, hít sâu vào, chung lưng xuống, từ từ di chuyển từng đốt sống lưng. À, cột sống mình nó có từng đốt từng đốt từng đốt, cho nên cảm nhận sau, thở ra cong lưng lên, rút rốn xiết cái bụng lại, thở sầm, bàn tay cường lui lại, xí cường cho ngay ở dưới vai, hít sâu vào, chung lưng, ưỡn ngực, vương cầm, ngồi nhiều cột sống bị cong bị cực bị gù, tập bài này, thở ra cong lưng lên, rút rốn xiết cơ bụng lại, thở sầm. À, không có gọng vậy em, cột sống càng mềm mại chừng nào là càng chuyển động dễ dàng chừng đấy, chứ không có gồng vai. Hít sâu vào, để ý mẫu chờ chuyển động nè, để ý nè, đó đó đó, thấy không, sự linh hoạt của cột sống. Thở ra cong lưng lên, rút rốn xiết cơ bụng lại, thở sầm. Hít sâu vào, chung lưng, gương cầm lên, giữ, kéo dài cột sống, giữ năm, à, vương cầm ép lồng ngực, nâng xương cột, bốn ba, đừng có gồng, hai, tập thả lỏng chừng nào nhẹ chừng đấy, một, cong lưng lên, rút rốn xiết cái bụng lại, thở sầm, cuộn sâu cổ lên, cuộn sâu cột sống, cuộn cổ vào, lọt giữa hai vai, mắt nhìn bụng, thở ra, một, trương người lên, rắn hổ mang, hít sâu vào, nhìn mẫu cường, trương tới, cường cường phải nhìn mẫu cái, em nhìn mẫu rồi tập nè, đó, trường người tới tư thế rắn hổ mang đó, thả lỏng ra, lui về em bé, thở sành, chịu đầu gối xuống, lui dần về, xiết cơ bụng lại, thở sành, trường lên, hít sâu vào, sệ vai xa lỗ tai Nhi ơi, vai xa lỗ tai, à, em trùng khuỷu tay xuống Nhi, đúng rồi đúng rồi đó, suy nghĩ vào lưng giữa lưng trên, lui về em bé, thở rằm, trường lên, hít sâu vào, trường lên đó, tay dời lên nữa cường, dời hai bàn tay cao lên, cao lên, rồi đúng rồi, vương cầm ưỡn ngực lên, vương cầm ưỡn ngực, đúng rồi, lui về em bé, thở sầm, xiết cơ bụng lại, thở sầm, lắng nghe cảm nhận sâu từng đốt sống nha, hít sâu vào, trương người lên, rắn hổ mang. À, đúng rồi, thả lỏng từ thắt lưng đổ xuống, chạm sàn cường, rồi từ thắt lưng đổ lên, bắt đầu uốn cong từng đốt sống lưng lên, suy nghĩ vào lưng giữa lưng trên, không nhấn vô thắt lưng, tập sao cho không có đau thắt lưng là đúng nha, hai, một, chống chân lên, chó úp mặt, thở sầm, để cao hông lên, chó úp mặt, xiết cơ bụng, thở sầm,
Trường lên, chó ngậm mặt hít sâu vào. Trường người lên, cường vừa tập vừa nhìn mẫu. Trường lên, uống trong lưng. Chớp mặt thở ra, xích cơ bụng lại, đẩy căng hông lên. À, tập cho cuộc sống vừa linh hoạt và cơ thể khỏe mạnh hơn, tăng thể lực hơn, toàn thân săn chắc, đốt mỡ. Trường lên, rắn. Chó ngậm mặt hít sâu vào. Chó mặt thở sầm. Bốn hít sâu vào, trường người lên. Đó, rồi. Nhớ mở vai ra, cho thấp vai căng lồng ngực. Thở sầm. Xiết cơ bụng thở sầm, đẩy căng hông lên. Ép xuống thở sầm. Hiên buông đầu xí nữa cơ Hiên. Buông buông đầu xuống xí. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Đang duỗi dài cái phần thắt lưng ra, coi chừng bị dồn cái chỗ thắt lưng cong cong. Cái vai lưng trên mở là hay, ép cái vai lưng trên là bị dồn, cột sống thắt lưng bị cong, để ý cho đó, cho nó đừng thẳng ra. Rồi, trương lên, hít sâu vào. Thở sầm, chó úp mặt, xếp cơ bụng thở sầm. Ép vai, thủy. Đúng rồi, ép vai, cường. Ép vô, suy nghĩ chỗ vai, khớp vai, ép vai, thở. Tám, trương lên, hít sâu vào. Mềm mại cột sống ra. Thở ra, chó úp mặt, xếp cơ bụng thở ra. Đốt mỡ đi, đốt mỡ bụng. Chín, hít sâu, trường lên và chắc khỏe tay chân. Thở sâm. Mười, trường lên, hít sâu vào. Đúng rồi Cường, vậy là được rồi, từ từ, từ từ. Năm, bốn, đúng rồi nhì. Nâng đầu lên xí nhì, duỗi cổ nâng đầu lên xí. Ba, hai, một, chó úp mặt thở sầm. Đẩy cao hông lên, xích cơ bụng lại thở ra. Đẩy cao đỉnh mông lên trần nhà. À, chân mình với lưng mình là hai cạnh của chữ V ngược đó. Cho nên hai cạnh đường thẳng. Cảm nhận cột sống trên đường thẳng đi. Xích cơ bụng thở. Năm, bốn, ép vai. Ba, hai, một, hít sâu vào, chân phải ra sau, bật cao lên, bật cao gót chân lên. Rồi từ đầu tới lưng tới chân của mình một đường thẳng 60 độ, căng gót ra, thủy, thẳng gói thêm xí nữa, thủy, đầu gói căng ra thêm. Đúng rồi, căng gót, xích cơ bụng đẩy tới, vuốt mũi chân, co gối chạm mũi, xích cơ bụng lại, thở ra, đẩy người tới co gối đó, nhìn mẫu, cường chân phải, cường. Năm, chân phải, bốn, ba, hai, một, bước bàn chân lên, giữa hai tay, hít sâu vào, bước lên. Rồi lật tay phải lên, nhìn thấy tay phải, đầu gối trái nâng lên khỏi sàn, thủy, đầu gối trái lên. Rồi mở tay phải lên, xích cơ bụng thở ra, chắc lại mông đùi bụng, chắc lại thở ra. Dang thẳng cánh tay lên, cường thuận cái khớp vai lại, đừng có bị vặn vẹo khớp vai, mở khớp vai, mở lên, thở. Rồi tiếp tục nào, tay phải xoay ra sau và nâng người lên, tay trái thẳng về phía trước, tay phải thẳng ra phía sau, vặn phải ra, vặn người qua phải, thở. Tay phải ra sau luôn nhì. Siết chắc cơ bụng thở ra, giữ lại nào. Năm, tấm gối xuống. Bốn,
tay giang ngang thủy, tay hai cánh tay ngang hàng thẳng hàng, 3 2 1 đặt tay phải lên chân trái rồi vươn tay trái lên, ngã ra sau, thở ra lướt tay phải đi tay chân, tập được bao nhiêu hay bấy nhiêu cường. Lắng nghe hơi thở, thở thở rất tốt, thở xiết cái bụng, thở lên, hít sâu vào, đưa sau nắp tay trái đặt lên đầu gối phải, đưa sau lên, siết cơ đùi lại nào, rồi chắp bàn tay giữa khe ngực, mở khuỷu tay lên, mở lên thành khuỷu tay, mở lên xoay mặt thì lên, đúng rồi, siết bụng lại, thở ra, siết bụng, thở vặn thêm nhé ơi, vặn người sau thêm, siết cơ bụng, thở ra, 3 2 1 được nữa, luôn tay trái vào trong chân phải, chắc cơ bụng, cơ mông, cơ đùi đi nào, chắc cơ lại, hít thở, nhìn mẫu cường, đưa tay trái lên đầu gối, đưa tay trái đặt lên đầu gối phải đó, rồi nắm tay lại, vặn người siết sâu, thở ra, 3 2 1 hít sâu vào, chống hai tay trở về, rút chân phải ra sau, bật cao lên, cúi xuống, chó úp mặt, nâng chân, thở rầm, đừng để lật vai nha, đều vai và đều hông lại, đúng rồi, thành rất tốt, siết cơ bụng, hít thở đều, ép cái phần vai cường, ép vai để mở vai thêm, úp vai và ép xuống, hít vào, gấp cẳng chân lại, gấp cẳng chân phải, ép vai xuống nữa, thủy, đúng rồi, bật cao đầu gối, bám chặt tay, đúng rồi, rồi lật chân qua, hoang dã đi nào, chống mũi chân ở sau mông, chống nhẹ mũi chân xuống, rồi lật tay phải lên, thở ra, căng lên, xiết mông, xiết đùi, xiết bụng lại, giữ, 5 4, lật lên xí nữa được không Nhi ơi, 3 2 1, thu tay chân về, chó úp mặt, thở xăm, hít thở đi, đi bộ tại chỗ, hít thở đều, đi bộ tại chỗ, nhón gót chân này là chùng gối chân kia, đúng rồi, chậm hơn xí nữa Thủy, chậm, đúng rồi, xiết cơ bụng lại, hít thở đều, hít thở đều. Chậm lại nha, Hải. Ép vai nha Cường. Cái khớp vai em rất cứng, để ý vào khớp vai. Ép cho cái chỗ khớp vai đó mở ra, thẳng ra. Nó đang còn bị gồ cái vai về phía trước đó. Rồi, chân trái lên nè. Hít sâu vào, bật cao chân trái. Hàng căng cái gót chân lên. Và úp hông. Úp hông, ép xuống, xiết cơ bụng, thở ra, đúng rồi, đẩy tới, co gối chạm mũi, vuốt mũi chân ra đó, nhón gót chân sau, đúng rồi, hiền rất tốt, xiết cơ bụng lại, thở ra, gối chạm mũi đi nào, xiết cơ bụng, thở ra, 5 4, cảm thấy vắt mỡ bụng không, 3, xiết cơ bụng hơn, 2 1, bước lên bằng hai bàn tay, hít sâu vào, mở tay trái lên, thở xanh, lật tay lên, dang thẳng cánh tay, chống tay, Hải ơi chống tay chưa nâng, Nhi dang thẳng cánh tay nữa Nhi ơi, cánh tay chưa được căng, thẳng lên, không không có vặn vẹo vậy em, lòng bàn tay xoay lại cho nó không có bị vặn cánh tay của mình, mở lên, lòng bàn tay hướng qua bên trái em, đúng rồi, rồi không không cái đó vặn rồi, mở lại xoay lại, đúng rồi, rồi căng lên, đúng rồi, thấy nó thuận không, 2 1, rồi từ từ xoay tay trái ra sau và nâng cánh tay phải lên, vặn qua trái, nhìn theo tay đi nào, thở ra, mũi chân sau, chống mũi chân lên nhì, trời ơi tập mà mở quạt ào ào vậy, tập mở quạt là không tốt nha.
Vặn người qua, siết cơ bụng thở ra. 3, 2, 1. Đặt tay trái lên chân phải. Đặt tay trái lên chân phải, vươn tay phải ngã ra sau, thở ra. Cảm nhận nè, lực vào cơ bụng, cơ mông, cơ đùi. Bởi mới giữ lâu được. 3, 2, Cường ơi xoay đâu tùm lum vậy? Đang cái chiều bên đây Cường ơi. Cái chiều bên đây nhìn mẫu em tự nhiên xoay ngược lại. 1, lên, hít sâu vào, xoay ngược lại Cường, xoay ngược lại đi. Rồi đưa sau nách tay phải, đặt lên đầu gối trái. Đúng rồi, thu chân lại á, lố chân á Thủy. Xiết cơ bụng lại thở, đúng rồi, chống mũi chân sau, đứng gót lên. Vặn sâu, xiết hông thở ra. Đưa được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đưa tay phải lên đầu gối đi Cường, xiết hông, thở. Chống cái mũi chân sau, đứng gót lên mới vặn được. Hít sâu vào, tiếp tục luồn sâu tay phải vào trong chân. Xoay tay trái ra sau, nắm với nhau được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Siết chắp mông đùi bụng lại thở ra. 5, 4, xít sâu, 3, rất tốt, 2, 1, chống hai tay xuống, hít sâu vào. Rút chân ra sau bật cao lên, chó úp mặt nâng chân. Xiết cơ bụng, úp người xuống thở sàm. Nhớ hơi thở, hít sâu và thở ra, điều hòa nhịp tim. Hít sâu, thở ra. Gấp cẳng chân trái bật cao đầu gối và úp người xuống thêm. Bật căng và cảm nhận, đúng rồi Hiền, rất tốt. Thở, thở, vuốt mũi chân, bật đầu gối, xiết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi. Hít vào, lật chân qua nào, lật qua từ từ. Rồi nâng tay trái lên, lật chân trái qua bên phải, rồi nâng tay trái lên luôn. Cường, đúng rồi. Đó, nâng hông lên, xiết lại thở ra, tập đi bằng máy xúc đi đá banh luôn đó. Xiết cơ bụng thở. 5, 4, 3, 2, 1, thu tay chân về, chớ úp mặt thở rằm. Đi bộ tại chỗ, hít thở đều. Hít thở. Hít thở. Hít thở. Hạ hai đầu gối xuống. Đùi gối vuông. Duỗi thẳng hai tay ép ngực cầm xuống sàn. Đùi gối vuông. Lắng nghe, xoay cam xuống Cường. Xoay cam xuống để cô nhìn thử coi. Xoay cái cam xuống chứ giờ cam lên trên nóc nhà rồi. Rồi, ép ngực cầm xuống kìa. Để mở vai, mở lưng trên. Để ý. Xiết cơ bụng lại. Chắc cơ mông, cơ đùi. Em trường tới, chưa đủ. Em trường người tới. Đúng rồi, vừa. Đúng rồi. Rồi, giờ đặt cái cầm coi nào. Đặt cái cầm xuống. Đó, thấy khớp vai mình cứng không? Đó, ép suy nghĩ vào khớp vai. Ép, đúng rồi, rất tốt. Tiếp tục, duỗi, căng, ép, rất tốt. Tiếp tục, duỗi nữa, ép. Thả lỏng ra, ép. Hít thở đều. Không gồng, cứ mỗi lần kéo căng giãn ra là phải thả mềm theo. Hít thở đều. Hít sâu. Thở ra. Nhi, xích cái bụng lên Nhi. À, duỗi căng cánh tay thêm nữa, tay vai của Nhi là mềm á chứ cũng không phải là cứng đâu, cho nên kéo ra, kéo giãn khớp vai ra thêm, rồi siết cơ bụng, đừng nhào tới, em đẩy cái mông ra phía sau xí Nhi, lùi cái mông giữ đầu gối lại, lùi cái mông ra phía sau xí đó, rồi nó mới vào nè. 2, 1, giờ đang chặt hai bàn tay rồi, khuỷu tay khép lại song song hai vai đi nào. Khuỷu tay khép song song hai vai và chống hai chân, trường vai lên tấm ván thấp. Trường vai chống hai mũi bàn chân. Trường vai lên tấm ván thấp. Cho sao cho vai vuông góc với lại cẳng tay.
khuỷu tay, chỉnh sửa định tuyến lại, rút rốn siết chắc cơ bụng. Đúng rồi, hít thở, nghe kỹ cường, chỉnh sửa lại cường, khuỷu tay ngay dưới vai, khuỷu tay ngay dưới vai, à khuỷu tay và song song với hai vai, người trên một đường thẳng, mông cao rồi, thấp mông. Đúng rồi, siết cơ bụng, giữ. Co gối hạ xuống và ép ngực cầm xuống, thở ra. Đó, chằng tay vai ép xuống thở ra, làm mềm khớp vai và lưng trên. Như tư thế nãy cô vừa sửa cường ơi, đẩy căng mông lên, rồi ép chằng tay vai xuống. Ép chằng tay vai, thẳng cánh tay ra, thẳng khớp vai ra cường. Nha, khi lên tấm ván sau xong rồi trở về là phải đúng thế này. Hai, lên tấm ván thấp lên nào, siết chắc cơ bụng lên. Đó, tấm ván thấp đó, hạ cánh tay xuống cường. Hạ hai cánh tay xuống, khép khuỷu tay, chống mũi chân, nâng đầu gối lên khỏi sàn. Vắt mỡ, bài tập hôm nay chủ đề vắt mỡ nha. Thấp mông cường ơi, nãy sửa tấm ván rồi, nhớ hạ gối xuống, duỗi mình đi, siết cơ bụng thở, con mèo duỗi mình, siết cơ bụng thở ra, duỗi căng cánh tay luôn để mở vai mở lưng. Nhi ơi, mèo duỗi mình, Nhi ơi, hạ đầu gối, đẩy mông lên, duỗi thẳng cánh tay ra. Ba, trương lên tấm ván thấp, chắc người siết cơ bụng lại nào, đẩy vai tới xí hiên, đẩy vai tới để thấp hông xuống xí. Đúng rồi, rồi duỗi cổ tới, duỗi dài cổ kéo thẳng cột sống ra, đừng để thụng cột sống nha. Lên cường ơi, thể lực mà, hạ gối ép mèo duỗi mình thở sàn. Đúng rồi, đó, giờ vô đúng mèo duỗi mình nè. Bốn, lên tấm ván thấp, chắp người lại, siết cơ bụng, mình trường vai là chắp cơ bụng lại nữa nào. Nhớ là cảm nhận tư thế đó, đúng là tập chục lần nó như một, chứ đừng có mà hên xui, lúc thì đúng lúc không, tức là mình chưa cảm nhận được. Khép khuỷu tay, siết cơ bụng, chắc toàn thân, hít thở đều, rút rốn lên Nhi, vắt mỡ bụng. Đúng rồi, đẩy vai tới xí Nhi, đẩy cái vai tới. Đúng rồi, hạ gối mèo duỗi mình thở sằng, tập mông đùi bụng, bắp tay nách tay, mở lưng, đốt mỡ toàn thân, tăng cường thể lực. Ép vai cường, đặt cầm đặt ngực xuống, ép vai xuống, không đẩy cái mông ra phía sau, đẩy mông ra sau không trường tới em. Năm, lên tấm ván, siết cơ bụng lên tấm ván thấp, rút rốn duỗi cổ ra, cảm giác chưa thẳng, nó hơi cong cong hiên người á, hơi cong cong cho nên duỗi căng người ra, siết cơ bụng lại. Đúng rồi đó, rồi duỗi cái đầu mình duỗi dài tới, giống như ai ké cái đầu mình tới trước cái phần vai gáy á, cho nó thẳng cái chỗ cổ cổ gáy của em á. Cường ơi, cố lên lên, hạ gối đẩy mông mèo duỗi mình thở sầm, mông lui chút nữa thành, mông bị nhào về phía trước rồi. Siết cơ bụng thở sầm, cường nó tắm mồ hôi rồi.
Sáu hít sâu, trương lên, tấm ván, chắc cơ bụng lại. Siết bụng chứ đừng có rút vai, gồng vai. Không gồng vai, gồng cổ nha. Tập xong rồi cái thấy mỏi cổ vai gáy đó. Mình chỉ gồng cơ bụng, siết cơ bụng. Thở ra, hạ gối, mèo duỗi mình thả lỏng vai liền mà luôn mà. Nó đâu có mỏi vai. Nhi. Trường tới xí nhi, siết cơ bụng, ép xuống, thở. Bảy, lên tấm ván thấp, chắp người siết cơ bụng, giữ. Cái thứ nhất nữa là do Cường chưa có thảm, cho nên tập ở trên giường nó trượt tới trượt lui, trượt tới trượt lui, nó không có đúng vị trí được, cho nên bữa sau em phải mua thảm tập đi, nó mới hiệu quả được. Mèo giữa mình thở ra. Mà mốt tập chuẩn bị sẵn khăn lau mồ hôi. Một bạn chạy đi lấy băng đô, một bạn chạy đi lấy khăn. Còn bạn thì ướt chèm nhem không có gì lau. Tám lên tấm ván. Đó, hiên lại cong cong nữa. Hồi nãy sửa thẳng xong, cái làm lại cái giờ cong cong. Phải cảm nhận để cho mình lên thế là nó đúng y như là tư thế đã sửa. À, Thủy tư thế này thẳng nè. Hải cũng lúc thẳng lúc cong nè. Cái này là nay giờ lại cong nè. Xiết cơ bụng lại nhi. Xuống, mèo duỗi mình thở rầm. Chằng vai xuống cường. Chằng vai để thả lỏng khớp vai ra. Thả lỏng cơ vai ra. Chín tấm ván. Thành đẩy vai tới xí thành cho cái gót chân thẳng đứng ở trên mũi chân. Đúng rồi. Vai thẳng đứng trên cổ tay, khuỷu tay, siết cơ bụng lại. Đúng rồi. Xuống mèo duỗi mình thở rầm. Tập á, cố gắng đừng mở điều hòa, đừng mở quạt máy. Cho mồ hôi nó thoát ra. Lỗ chân lông mình đang nở ra. Mở ra, mình nói tập yoga để thải độc tố ra ngoài qua lỗ chân lông. Mà mình thấy nóng quá vì cơ thể mình nhiệt độ tăng lên, cái mình mở quạt, cái mồ hôi nó không thoát được, độc tố không thoát được thì nó lại quá uổng phí đi. Lần nữa nào, lên tấm ván thấp. Chắc cười, tấm ván thấp nhì, hạ cẳng tay xuống nhì. Rút rốn siết chắc cơ bụng. Còn em nếu em nói mỏi, em chống thẳng tay tấm ván cao thì bàn tay ngay dưới vai, chứ đừng chống sai định tuyến. Bàn tay ngay ở dưới vai, gót chân ngay ở trên mũi chân, siết cơ bụng, giữ, hít thở đều. 5 4 3, đúng rồi, phải hạ xuống cho cô thấy cho nó rõ. 2, đó, hạ cẳng tay vô. Cường lên, chống chân lên. Một, mèo duỗi mình đi, thở sàn hạ gối, duỗi lưng ra. Đúng rồi, 10 lần rồi. Ngực cầm chạm sàn, ép suy nghĩ vô khớp vai, ép khớp vai nữa cường, ép xí nữa. Siết cơ bụng thở, 5, 4, 3, 2, 1. Trương người lên và nằm sấp xuống, tay chân, hai tay duỗi thẳng qua đầu. Hai chân duỗi thẳng ra. Hít thở đi. Hít thở sâu. Hít thở sâu vào.
Thở hết hơi rằm, hít sâu vào, nâng tay chân đầu lên, chiếc thuyền ngược nào, lên, tay chân đầu nâng lên, cổ duỗi tới cho thẳng cổ xí, Hiên đừng ngước cổ lên quá, duỗi cái đầu hạ xuống rồi tay nâng lên, nâng tay giữ đầu đó, đúng rồi, cảm nhận, hạ xuống, thở ra. Hai, lên. Lên, đúng rồi, hải rất tốt. Suy nghĩ đang săn chắc cả cái mặt sau từ gót chân lên cho tới bắp tay, lên tới cánh tay của mình. Hạ xuống, thở ra. Không quạt rộng tay hơn vai nha. Hai bàn tay rộng nhất là song song với hai vai. Ba, lên. Lên nào, Cường. Tay lên luôn Cường, nâng tay lên, đúng rồi, khớp vai quá cứng thấy không, nâng, cố gắng nâng tay lên, lên xuống, thở ra. Cố lên Nhi ơi. Bốn, lên. Lên nào, hít vào nâng lên, không, tay xuôi về phía trước nhỉ, vươn tay qua khỏi đầu rồi nâng tay lên cao bằng với chân, xuống, thở ra, duỗi thẳng tay ra giống như ai kéo hai tay mình về phía trước, ai kéo hai mũi chân mình dài ra phía sau, kéo giãn người ra, lần cuối nào, lên, lên rồi nhịp tay chân lên đi nào, lên nào, một hai ba, nhịp lên, bốn năm sáu bảy tám chín mười, hạ xuống, thở ra, thả lỏng, hít thở sâu vào, mở lật ngửa trở ra, tập trên giường chống tay á, chống chân nguy hiểm nha Cường, tại vì trên nệm có độ như nhúng lún xuống là nó dễ trật khớp cổ tay cổ chân, cho nên là phải mua thảm để tập dưới sàn nha. Nâng tay chân lên vỗ vào nhau, nâng tay chân lên để thả lỏng cơ bắp ra, tập xong thả lỏng cơ cho kỹ là nó sẽ không bị bó cơ, không bị đau nhức cơ. Đổi bên, co tay này vỗ vào tay kia, xong rồi mình đổi bên, co gối, hai tay ôm gối, ép đùi sát vô bụng ngực, thở ra. Rồi lăn lưng, massage cột sống lưng theo chiều dọc cột sống, lăn nhẹ nhàng cho các đốt sống được sắp xếp trở lại vị trí ban đầu. Đừng bật cao quá Thủy, vừa thôi. Đó, đúng rồi. Rồi, lăn phải trái, massage chiều ngang cột sống. Nâng tay chân lên, rung 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 rung, rơi từng giọt, chậm chậm xoay mặt qua bên phải, rơi chân xuống tự do đi Cường, xoay mặt qua trái, trả về giữa, duỗi thẳng cổ cầm hướng vào ngực, thớt bụng ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, nghe, nằm thư giãn. Tư thế này gọi là tư thế xác chết hay gọi là tư thế Savasana. Hai chân nè, nghe Cường nghe hướng dẫn nè, hai chân mở rộng bằng vai rồi ngã hai bàn chân ra hai bên, thả mềm nó ra, rồi hai tay xuôi theo thân 45 độ, tức là cũng không có dang ngang mà cũng không khép sát vào thân,
theo thân mình 45 độ, lòng bàn tay ngửa lên, rồi các ngón tay thả lỏng tự nhiên, tức là cũng không giữ căng nó ra mà cũng không nắm lại. Rồi cảm nhận đi, vai xa lỗ tai, tức là thả lỏng vai, không có gồng vai, không rụt vai về cổ, về lỗ tai của mình. Rồi gương mặt thả lỏng giãn ra, mắt khép lại nhẹ nhàng, thư giãn tâm trí, thư giãn cơ thể. Nghe theo, tập trung tâm trí vào cái bài hướng dẫn để dẫn cho mình biết thả lỏng, thư giãn để không có suy nghĩ ở đâu lung tung bên ngoài. Hãy nằm ở tư thế thật là thoải mái và từ từ khép mắt lại. Bắt đầu để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng, qua lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự mát mẻ ở sống mũi khi hơi thở vào ra. Bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh đầu để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu. Thả lỏng lông mày, thả lỏng vùng trán, thả lỏng toàn bộ vùng mũi, hai má, vùng miệng và toàn bộ khuôn mặt. Hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng gáy và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực, cột sống lưng, thư giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống. Thả lỏng vùng eo, vùng hông và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân. Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái.
nhúc nhích các ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai tay đang lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn, co tay phải đỡ đầu nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân. Tiếp tục đưa hai tay nắm hai bàn tay lại, đưa lưng bàn tay áp vào hai quả thận, massage hai quả thận. Mời cả lớp nghỉ tại đây. Cảm ơn cả lớp đã tập cùng cô Dung. Chúc cả lớp của chúng ta luôn luôn khỏe, trẻ, đẹp, tích cực. Hẹn gặp cả lớp vào buổi tập tiếp theo. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại.